tí nữa đập hai chị kia. Tí nữa rồi. Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bị Ăn Rừng Núi của mình nha. Và bây giờ mình sẽ đi review cho các bạn xem. Tay cứ lóc các heo đây. Đấy, kèo cả bớt này. Kèo này là kèo to lắm các bạn. Kèo này là 7 năm. Tay cứ lóc kìa. Đó, tay cứ lóc dây rướng nhiều quá. Tí nữa đập hai chị kia. Tí nữa rồi. Chắc này chắc không ra. Đây cái đầu xem hai chị đó.
chín quá rồi. Rừng núi bạt ngàn. Về nhẹ thôi. Oh,
mấy chị đang lột keo trưa rồi đó. Ôi trời ơi, xin lỗi. Xin lỗi. Máy khóc sữa rồi. Năm qua lột keo, bạn xem keo này cũng dễ lột nè. Có một số keo khó lột đó các bạn, keo mà tằng tằng khó lột đó. Mà anh em lò mình từ trên này mình lặt xuống là hơi mệt nè. Toàn là phụ nữ sức khỏe phi thường. Anh này là anh trải keo đây hai, mình cũng dám đứng gần kinh quá. Đó anh em sổ keo á, sổ keo từ trên kia xuống, đây thì dưới này nguy hiểm quá. Đây bây giờ tay cơ lóc cắt xong rồi, bây giờ nghỉ trưa các bạn nha. Bây giờ anh em mấy chị em phụ nữ đang lột keo, bây giờ trải hết một giọt này là một sáng là không hết đâu. Keo này là 7 năm rồi phải không? 7 năm. Keo chất lượng các bạn nha. Rồi sát sát ốc một gian một gian rồi sát. Các bạn xem này. Đây cái 7 năm lõi không các bạn nha. Nói chung là cây keo ở đâu trồng không biết, nhưng mà cái keo là người ta dùng làm giấy các bạn. Đấy. Cái vành á 2 4 6 80.